Ô hô hô hô, bọn chúng đi ngoài đường, bọn chúng ôm nhau kìa, bọn chúng hôn nhau kìa, lại trời đất ơi, thật là đắng lòng. Tôi muốn có cái Giáng sinh vui vẻ, tôi muốn có cái Giáng sinh tưng bừng, tôi muốn có cái Giáng sinh tung rồi, nhưng mà làm gì có. Trời ơi, ông ơi, sao em hát gì mà khó nghe thế? Đúng là giọng ca vàng trong làng hát dở có khác. Ơ, em đang tập bài hát Giáng sinh đấy. Sắp tới em sẽ đi vào đội múa để nhảy đêm Giáng sinh. Đảm bảo đêm đấy em sẽ thành ngôi sao. Em sẽ được xuất hiện trên tất cả các mặt báo ấy. Sẽ được người ta quay video đưa tin. Anh tin không? Tin. Anh lợi em đấy. Em mà hát hôm đấy à, chắc là khán giả bỏ về hết, chả ai ở lại xem đâu. Ơ, buồn cười thật. Nếu mà em không hát hay thì chứng tỏ em phải xinh gái, nên họ mới bảo em là đến đấy để hát chứ. Người ta bảo em là cứ đến đấy đứng cho đẹp thôi, không cần phải hát gì, chỉ cần máy môi thôi. Thôi, em đừng có mà xạo nữa. Xinh gái thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy biến thái thôi đúng không các bạn? Các bạn thấy chị Ốc xinh không thì lại phía với em nhé. Còn anh thấy chị Ốc à, chả thấy xinh cái gì cả đấy. Lại còn khóc nhè chè thi gọi cô Lưu về bú tí nữa. Chả ai gì như anh, suốt ngày gì hàng em à. Thôi Ốc ơi, đừng ở đây mà luyên thuyên nữa. Bây giờ chúng ta phải ra cái bảng thông báo để xem nay chúng ta phải chống lại cái con quái vật gì đây này. Đang ở thế giới bảo vệ nhà, hai đứa cứ đứng đây mà nói chuyện tí, quái vật đây khiêng cả hai đứa đi ăn thịt thì xong đấy. Trời ơi, nhưng mà anh Bên Thành á, anh nhớ phải đi xem em hát đấy nhá. Em sắp tổ chức live show ấy, live show đêm Noel. Đêm Noel, đêm Noel, Ốc vẫn đòi ăn kem đêm... Thôi trời, anh đã bảo rồi đừng có mà hát nữa. Được rồi, hôm đấy sẽ đi xem. Còn bây giờ ra cái bảng thông báo đi. Yeah, thế là có anh Baby Thành xem rồi. Mọi người có bỏ về hết, vẫn còn anh Baby Thành. Hôm nay anh xem, anh vẫn đeo tai nghe, nghe nhạc chứ không nghe ông hát. À thôi thôi thôi, xin lỗi. Trời ơi, ông dã man thật, đấm anh vào đầu hết ngầu, làm anh buồn rầu vì đau đầu. Trời ơi, anh Baby Thành. Uầy, đây là chú Hề này, nhìn vui vẻ này mà lại làm quái vật á. Em không tin đâu, người ta nhầm rồi. Ờ, các bạn ơi, trông chú Hề này dễ thương, cute phô mai que này cơ mà. Lại còn cầm bóng bay như kiểu tặng bọn mình bóng bay mà sợ đếch gì đúng không? Ờ đúng rồi, nhìn chú Hề này còn có vẻ hơi ngố ngố ấy, chẳng có gì đáng sợ cả. Hờ, em thơm chú Hề cái đây. Chẹt 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 chẹt. Trời ơi, đến mức ảnh em còn không thà. Rồi các bạn ơi, mà tụi mình không tin, đây là chú Hề, trông rất là hiền lành mà lại tấn công tụi mình. Thôi, dù sao tí chú Hề đến thì tụi mình mới biết là chú Hề là một kẻ độc ác hay là một người tốt nha các bạn. Rồi, trước tiên thì mình sẽ phải mở những chiếc rương này ra để kiếm thêm đồ. Chả mai tí chú Hề tấn công tụi mình còn có đồ chống lại chứ Ốc. Rồi, em sẽ mở chiếc rương thứ nhất. Wow, rất nhiều loại vũ khí luôn các bạn. Có cả súng này thì sợ gì chú Hề. Có cả kiếm nữa đấy. Nhiều đồ lắm các bạn ạ. Ok, rồi bây giờ em sẽ mặc bộ quần áo giáp vào đầu tiên. Wow, bộ quần áo giáp của anh óng ánh lấp lánh, toàn màu vàng. Đấy, đẹp trai, ngất ngây con gà tây luôn. Xem Ốc ngu ngốc nào. Ôi dồi ôi, màu vàng chứng tỏ hay đi lang thang, chẳng có gì hay. Nhìn em này, bộ quần áo màu hồng dễ thương chưa? Lại còn có vũ khí nhọn hoắt. Chiêu. Ui dồi ôi, màu hồng là đồ chưa có chồng. Bảo sao là đứa con gái bị ế. À thôi thôi. Ui Ốc ơi, sao em bắn cái tên bắn thẳng vào cổ anh này? Anh chết queo đây thì làm sao? À thế à, thế thì chết đi nè. Trời ơi, Ốc sử dụng cây cung siêu to khổng lồ bắn anh các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ anh đã có cái khiên siêu to khổng lồ đỡ rồi. Được, trời ơi, chơi đỡ khiên nói làm gì. Anh có vũ khí gì không, khoe xem nào, ra đây xem nào. Anh có súng nhá, đây này, păng 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 luôn đây nè. Ui trời ơi, khẩu súng lục ngắn tún, bắn cái gì mà bắn. Em có hẳn ở khẩu Thompson đây nè. Păng, kinh nhờ. Ui giời, khẩu Thompson thì đạn khác gì khẩu súng của anh đâu mà chê. Gớm ạ. Rồi xem còn gì nữa không. Wow, anh có một cái. Đây là một cái gì ạ? Nhìn giống như là một cái máy khoan. Anh Bê Quy Thành bây giờ khoan bằng tay à? Dùi mồm xuống đất à? Cái này mà tấn công gây sát thương đó. Đây này, ít nhất nó phải ngầu như em. Một cái màu đỏ, thật là đẹp đấy. Ấy chưa, ngầu chưa? Úi xổi,
À, màu đỏ này còn rất hợp với Noel nữa. Noel em sẽ mang cái này đi chơi. À. Ui dồi ôi, trông nó gai đỏ 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 ghê chết đi được. Thôi em đừng mang đi dọa mọi người nữa. Ờ, thế thì cái này màu đỏ không mang thì mang thanh kiếm hồng vậy. Ui dồi ôi, thanh kiếm hồng rất hợp với bộ quần áo của em. Nó phải gọi là tông xoẹt tông. À. Wow, thanh kiếm hồng đầy nữ tính à. Ai, anh cũng có kiếm luôn ốc ạ. Đây, xem thanh kiếm của anh đây này. Đó. Wow, thanh kiếm của anh tuy ngắn nhưng mà lại có vẻ nhấp nháy, nhìn giống như là đèn trong ba. Quẩy lên, quẩy lên anh em ơi. Jumbo, jumbo, jumbo. Lô, 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 lô. Em lố quá đấy ốc ạ. Trời ơi, chỉ là cái kiếm nhấp nháy thôi mà em cũng nghĩ em đang quẩy trong ba. Ơ, thế bây giờ nếu mà nó ở trong bóng tối kiểu gì nó chẳng phát sáng, nó nhấp nháy thế cơ mà. Ui xời, 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 đừng nói nhiều. Quẩy lên. Các bạn ơi, chịu ốc chưa? Đấy, dân quẩy ích thực đấy các bạn ạ. Và thanh kiếm này của anh á còn có một cái khả năng rất đặc biệt. Ốc hãy xem đây. Ui ui, gì mà chạy nhanh thế? Chạy nhanh như như chiếc xe không phanh à? Thanh kiếm này có giúp anh chạy nhanh. Đấy, xem đây. Wow, chạy chẳng nhìn thấy đâu luôn. Ui xịn thế. Thấy chưa? Đây. Biu biu biu. Đó, chạy nhanh chưa hả ốc? Thôi đừng chạy nữa, chóng hết cả mặt. Đó, các bạn thấy thanh kiếm của anh quá xịn sò chưa? Đấy, đâu dởm lò những thanh kiếm của ốc. Chỉ được cái màu sắc sặc sỡ, màu hồng nữ tính thôi. Thế à? À... thế à? À thế à? À thế làm sao mà à? Các bạn ơi, ốc cứ bắt nạt anh Quý Thành thôi. Cứ vác cung tên siêu to khổng lồ ra bắn vào đầu anh Quý Thành thôi. Ahu, ốc đồ ngu nhá, độc ác nhá. Thôi, để im anh mở chiếc gương thứ hai xem nào, xem có đồ gì nữa không nào. Chiếc gương thứ hai kiểu gì cũng có táo vàng, em đói lắm rồi. Rồi, chưa gì đã mở rương là lấy đồ ăn rồi. Ồ, rất nhiều Lucky Block như mọi hôm thôi. Và mình với ốc sẽ lại đi đập Lucky Block. Xem hôm nay ai sẽ là người may mắn, còn ai sẽ là người đen đủi nha. Ok con dê, ốc có cả một cái cúp màu xanh dương này, khác với cái cúp kim cương mọi hôm. Ôi, ôi mẹ ơi, cái gì đây, người yêu em à? Ui, cái gì đây, người em cầm cua này. Ui, không được, không được. Ui, em biết là anh đang cưa em nhưng không phải là cưa kiểu này, trời ơi. Ôi các bạn ơi, một thanh niên cầm cưa đang cưa ốc. Trời ơi, chờ mãi mới có người cưa mà lại vác cái cưa ra để cưa em, thế thì em còn cần gì người cưa nữa. Trời ơi, tưởng cưa đổ ốc như kiểu tán ốc, thế nào vác cưa thật ra cưa ốc cho ốc chết luôn. Chịu luôn đấy. Trời ơi, mà thanh niên này ở đâu ra đấy, anh lại thả trứng ra đúng không? Giờ em mới biết là đã quá muộn rồi. Thôi ông ơi, ra đây đập Lucky Block đi nhanh lên. Rồi ông ơi, sau một hồi anh đã đặt hết những Lucky Block đây rồi. Em sẽ chọn đập trước hay đập sau đây? Em đập luôn đây. Wow, được cái quần với cái mũ. Em sẽ mặc tạm vào chơi. À. Ok, anh sẽ đập Lucky Block Free Fire cô gái đáng yêu Cute for my que này. Ôi, anh Golem. Úi dồi, anh Golem tên là Superman. Tí nữa anh Golem mới giúp mình tiêu diệt quái vật đấy. Ok ok, hy vọng là vậy. May quá bây giờ anh cũng biết Quý Thành có một anh người sắt bảo vệ rồi. Ốc đập đi. Ok. Ui, thỏ quái vật. Mày, sao chiếm toàn trượt thế này nhỉ? Bắn nhanh. May là ốc bắn nhanh nhá, không là nó cắn chết rồi. Một con thỏ độc ác các bạn, thỏ ác quỷ đấy. Ờ, trời ơi, mà cái cây kiếm này đúng là dởm lòi, chém trắng trúng gì cả. Ui, tại em cùi bắp ấy chứ. Đấy, đen đủi mới đập ra một cái con thỏ nó tấn công mình. Ui, Bê Quy Thành là cậu bé chân cừu à. Wow, đập một cái Lucky Block ra một đống con cừu luôn. Thôi, ốc đập đi. Ôi, trong chiếc dương này chẳng có gì. Đây, anh sẽ đập Lucky Block này. Ồ, có nước và trên này là một khối thủy tinh à anh? Đâu, khối thủy tinh các bạn ạ, khối kính. Ờ, chả có được cái gì hết, để em đập cho mà xem. Wow, thanh kiếm may mắn nè, em rất thích thanh kiếm may mắn luôn. Wow, xịn sò con bò ghê, từ nãy giờ anh đập được mỗi anh người sắt thôi. Để anh đập cái này xem được cái gì không. Ôi ôi, một đống những bức tranh. Bức tranh để làm gì đây? Được, em đập cái này đây. Ủa, cái que không lấy đâu. Đây, lấy cái que cái gậy này để đập ốc mất dậy này. Đập tiêu cái thánh mất dậy thì có. Trời ơi, em mặc quần áo giáp kiểu gì bây giờ lại nửa trên là kim cương, dưới là kim cương, ở giữa lại là bộ quần áo giáp mà người ta cho thế kìa.
kệ em, thời trang đánh phang thời tiết, không cần biết, ok. Ok con dê, rồi bây giờ anh sẽ treo bức tranh vào cái Lucky Block này để đập cho nó may mắn. Ui trời ơi, đúng là làm màu ghê, đập đi rồi ra quái vật cho xem. Rồi xem nhá, Umala, Umade, đập Lucky Block. Oh. Wow, anh được một cái xẻng và một cái rìu, trời ơi, tưởng được cái gì. Thôi, lấy hai cái này làm vũ khí vậy. Ông đập đi. Được. Ui, một con bò. Không lấy. Con bò may mắn gì mà nhảy xuống đây, đi xuống dưới nước nữa. Bùm. Ôi, đập được một cái bed block, chả để làm gì, buồn ghê, buồn ghê. Được, đây sẽ là lucky block em đập. Nó là thỏ bình thường, lại thỏ quái vật, trời ơi. Tuổi gì? Tuổi gì sánh vai ok phai? Đập bài con thỏ vỡ vào phần ốc đập mắt chết luôn, thành món thịt thỏ luôn. Đó, các bạn thấy không? Ốc hôm nay cực kỳ đen luôn. Đập phải hai con thỏ ác quỷ nó cắn cho không chừa phát nào, kêu gào thảm thiết các bạn đều biết. Ha ha ha. Thôi đi về đi, ở đấy mà sợ chó nữa. Bây giờ chúng ta chạy vào trong nhà trốn thôi. Đợi bọn chú Hề kia đến tụi mình sẽ lao ra xem. Nếu mà chú Hề tốt, chú Hề diễn xiếc cho mình xem thì mình cứ xem thôi. Mình sẽ không làm gì chú Hề cả. Nhưng mà nếu mà chú Hề độc ác mà tấn công tụi mình thì tụi mình sẽ tiêu diệt chú Hề luôn. Ok. Mà ok, cái chú Hề này hình như anh nhớ là xuất hiện trong TV sao đúng không? Không nhớ, ốc không biết chú Hề này luôn á. Chú Hề này xuất hiện vào những năm 1990. Nếu mà chú Hề từ lâu thế thì em lúc đấy đang bú tí mẹ ấy. Ok, đợi đi, đợi đến thì chúng ta sẽ biết. Ui ốc ơi, em ngó ra cửa sổ mà xem cái kia. Ui ui, đến hẳn một bầy chú Hề luôn. Ồ, thảo nào, em có nhìn thấy ở cả ở cửa sổ bên này này. Trời ơi, nhiều, ui, có một ông ở trước nhà, hai ông, ui đáng sợ quá, anh ơi lên mái nhà xem đi. Ui ui, các bạn ơi, đông quá ông ơi. Trời ơi, hình như là đến tiêu diệt mình thật đấy anh ạ, chú Hề này không hề dễ thương đâu. Trời ơi, các bạn ơi, xem này. Rất là nhiều chú Hề luôn. Trời ơi, tóc ông ta đỏ đỏ kia hả? Ui. Trời ơi, các bạn ơi, đóng cửa vào. Ông nhá, ông dám đẩy anh xuống nhá. Trời ơi, mình phải nhát gan lại leo lên rồi. Em dám đẩy anh xuống, tí nữa thì anh bị mấy chú Hề đập cho không chừa phát nào, chết queo các bạn ạ. Trời ơi, ném mà chú Hề lựu đạn nè. Ui cha ao. Này thì ném chú Hề lựu đạn này. Ấy, các chú Hề đang tấn công ốc. Rồi, ốc dùng thanh kiếm may mắn chém khỏi đen xì luôn. Yeah. Trốn. Em đã nhảy qua bẫy. Wow. Yeah, em bẫy được hai con. Ui vẫn còn à. Trời ơi. Trời ơi, lắm chú Hề quá ốc ạ. Hey, anh ơi, dùng cái bao tay chém chú Hề đi. Trời ơi, ông nghe tiếng chú Hề cười không, ghê quá. Ui dồi ôi, chú Hề cười như khỉ. Anh có thanh kiếm giúp anh có tốc độ di chuyển nhanh, anh sẽ chạy được thôi. Đó, các bạn thấy không? Chú Hề không đuổi kịp luôn. Rồi, ra giúp ốc. Nhanh lên giúp em đi, em sắp hẹo ở đây nè. Ơi, để anh ném lựu đạn vào đấy. Mấy tên Hề này. Ui ông ơi, em có nghe thấy tiếng chú Hề cười nữa không? Ui ghê quá. Ui có, em có nghe thấy. Ui rùng rợn thật sự. Ao. Ui. Chú Hề chết rồi vẫn còn cười anh ơi. Ui ghê quá các bạn ạ. Ngoài kia có mấy tên nữa. Đấy, anh vừa dùng kiếm chém chết mấy chú Hề luôn các bạn ạ. Rồi di chuyển lại. Này chú Hề này, chú Hề tuổi gì đấu với anh? Ui da. Ui da. Ui chú Hề cười ghê quá à. Ui các bạn ơi, ghê thật sự luôn ấy. Bắn đi ốc, lấy súng bắn đi. Ui ốc ơi, chú Hề còn tấn công vào ngôi làng cái kìa, giết hại những người dân làng luôn. Mau đến cứu những người dân làng thôi anh Bê Quy Thành ơi. Ok, để anh phi dạo. Ta có súng đấy nhá. Mình dọa nó có súng mà nó vẫn tẩn mình không chờ phát nào các bạn ạ. Đau. Còn ông nào nó không? Yeah. Ui các bạn ơi, ghê quá. Tiếng chú Hề cười.
vì âm thanh nó tạo ra ghê thật sự luôn. Đây là chú hề độc ác rồi chứ không phải là chú hề tốt bụng hay diễn hài cho chúng ta xem đâu ốc ạ. Đúng rồi đấy. Thật là kinh khủng. Không phải nhìn ai bên ngoài hiền lành là cũng sẽ là người hiền lành đâu anh Bê Quy Thành ạ. Sẽ là những người rất là độc ác đấy. Ờ đúng rồi các bạn ạ. Nên là các bạn phải cẩn thận với những người lạ nhá. Đấy. Trời ơi. Cứ tưởng là hiền lành ai ngờ là người độc ác luôn. Ôi, hình như là tụi mình tiêu diệt hết rồi sao ốc ạ. Ờ em nghĩ chúng ta nên quay về ngôi nhà của chúng mình thôi. Ông ơi. Chúng ta đập ra anh người sắt, cứ tưởng anh người sắt đến đây giúp tụi mình. Ai ngờ bây giờ đứng kia nhìn thôi, nhìn tụi mình bị đánh xong rồi đấy cười hô hố. Ờ chắc lại nói với con La là ui nhìn hai đứa kia đánh trông thật là ngu. Anh người sắt là đồ dởm. Ui ui có đánh anh luôn đâu ạ. Ôi anh chạy đây chạy đây. Ồ nhưng anh người sắt không đánh em. Thôi kệ anh người sắt đi anh ơi. Ok thôi các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ vào trong nhà. Mà từ từ ốc ơi, em có nhặt được bộ tóc của chú hề mà mình tiêu diệt không? Em không anh ạ. Em chỉ nhặt được cái quay thôi. Đấy, trời ơi, tụi mình giết chú hề được nguyên bộ tóc đỏ của chú hề luôn. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay mình với ốc đã tiêu diệt được hết những chú hề năm 1990 rồi các bạn ạ. Đó là những chú hề ác quỷ đến đây để tấn công tụi mình. Và làm sao có cửa đối với tụi mình đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình với ốc sẽ vào trong nhà đây. Và hẹn gặp lại bạn video sau nha, bye bye. Nếu các bạn thấy tụi mình lợi hại đừng quên bỏ lại cho tụi mình một like nha. Bye bye, see you again. À ốc lại bắt đầu giở trò đấy, thôi đi vào nhà đi.